Chiếc nồi cơm với cái thương hiệu là La Teolite này, với cái lỗi là khách mang tới cho mình bị cắm nhầm vào điện 220. Mang rất là lâu rồi, tình cờ hôm nay bạn ấy bình luận trên YouTube mình mới nhớ ra. Tức là ngày xưa ấy, mình đã tháo nó ra, mình kiểm tra thấy nó nổ nhiều quá, sau đó mình bận mình lại để trong góc nhà. Thì hôm nay mình quyết định mình sẽ thử phục hồi sửa sửa được nó xem có được không, và không sửa được thì mình cũng cho bạn ấy tham khảo là thiết bị của bạn ấy như thế nào. Hy vọng là sẽ sửa được nó. Thì ngày xưa ấy, thì là do nó bị cắm nhầm 220 thôi, thì lỗ con ZR ở đây này. Và đặc biệt ấy là cái đường điện AC 100V tới phần nguồn cấp trước ấy, là nó sẽ đi qua một cái cầu chì trên này. Chúng ta sẽ tham khảo này. Nó lỗ nhiều quá, ngày xưa mình tháo ra mình thấy nó lỗ nhiều quá, thế là mình chưa làm, quên sứ mất. Để trong góc dưới gầm cái gầm cầu thang ấy. Thì nó sẽ đi qua cái chân này là đường dây AC đi tới nguồn cấp trước ấy, nó sẽ nổ cái đoạn này này. Đó. Và sau đó là mình nhìn nếu mà nó nổ này không thì mình còn làm, nhưng bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái máy in này này. Nó nổ hết cái đoạn này. Đó, nó đến cái chân số 5 này. 1 2 3 4 5. Mọi người nhá. Nó nổ hết như này, và đặc biệt ấy là từ cái chân số 5 này mình nhìn ở phía dưới thì nó là đường AC. Tức là đoạn điện áp AC nó đi qua con 200 ohm, 200K. Nó đi như thế này, đi qua dây di này, nó đi tới đây, chờ mình một chút nhá, mình nói tiếp nhá. Đây là mình dò ở dưới thì nó là đường AC đấy, nó đi lên đây, sau đó nó đi qua con diode này, nó có con diode và nó bị lỗ đây nhá, lỗ đây mình cảm giác như cái hồ quang ở cái đoạn lỗ này nó phóng chạm vào đây nên nó lỗ thế này. Và đây là một con diode D19 thì mình sẽ kiểm tra, nhưng mình thấy lốt đen bên trong này, chắc chắn là nó sẽ chết rồi. Nó đi lên đây nó được tụ dập xung nhiễu, chắc là về mát các bạn ạ. Rồi đi tiếp tục vòng 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 và nó đi vào cái chân số 3 này. Chân số 3 này nó sẽ đi vào một con module T10, nhìn thấy nó là T10. Thì trong con module này nó sẽ có mạch nhận diện điện áp AC hay như nào, nên nó chết trong này thì cũng chịu bó tay nhá. Hy vọng là nó chỉ chết bên ngoài thôi. Thì với cái dòng La Teolite hay cái dòng Panasonic đời cổ đời như này ấy, là cái mạch in của nó này nó là đổ nhựa nên chúng ta dò rất khó. Thì mình có dò qua ấy, thì đo bằng phép đo thông mạch thôi, đo hai chiều, đôi khi một chiều nó thông như này, chiều kia nó không thông. Thì cái chân số 5 này, 1 2 3 4 chân số 5 này nó đến con điện trở này, đó, đến đầu con điện trở đấy. Thì mình sẽ hiểu rằng ấy là vào đầu bên này thì nó là một dây một AC các bạn nhá, nó chính là cái cọc AC đây này mọi người này, cọc AC sao ấy. Tí nữa mình sẽ dò tiếp. Nó sẽ lấy mẫu cái điện áp ấy và nó đi theo cái đường đấy. Nhưng mà không do bị hồ quang nó phóng ở đây này. Đáng lẽ hồ quang nó không phóng vào đây thì nó sẽ ok đấy, nhưng mà nó hào phóng nó cháy hết như này. Nên ngày xưa mình tháo ra mình nhìn như thế, thế là mình làm việc khác nên mình không làm, mà bạn ấy không giục. Nhưng hôm nay bạn ấy nhắn tin, bạn ấy qua bình luận ở trên kênh YouTube của mình nên mình nhẹ nhớ mình nôi nó ra để mình thử sửa hôm nay lần thứ hai xem có được các bạn ấy không. Các bạn ạ. Thì trước đó thì mình cũng có được một người ở dưới Hà Nội tặng mình một cái bo như thế này. Chúng ta sẽ để ý rất là giống nhau nhé, rất là giống nhau đây này. Cái bo này thấy bác ấy bảo bị chỉ chạy bình thường, sao bị hỏng cái gì ấy, bác ấy bỏ ấy. Nhưng mà rất tiếc ấy, là cái module nó nằm ở đây nhưng mà nó là model khác mất rồi. Chúng ta để ý cái rắc cắm này, rắc cắm này, cái đây hai rắc cắm ở dưới này nó có cái rắc cắm nhỉ không nhá. Và đặc biệt là cái con module này, con module mình đang có là module T10, còn con này là S10, và hai chân của nó khác nhau hoàn toàn, chân của nó dài ngắn khác nhau. Do đó mà có tóm lại con này chỉ vặt lấy linh kiện thôi chứ không làm gì nữa, không thể xử lý được các bạn ạ. Nó là khác đời nên hôm nay bây giờ ấy, này đây là con diode này, mình đo cho mọi người tham khảo này. Nó hồ quang nó phóng vào điện áp đấy, đôi khi chúng ta sẽ thấy hồ quang nó phóng ra như là một cái đám mây dẫn điện ấy, nên nó sẽ phóng sang nhau đấy. Chiều này thông này, chiều ngược lại cũng thông, đã chết chập rồi nhá, bởi vì mình nhìn thấy có lốt đen ở giữa mà. Những con này thì nó không có lốt đen, không có lốt đen thì nó sống, nhưng cái con này có một lốt đen ở giữa rồi thì nó bị phóng điện mà mọi người nhá. Con này thì bây giờ mình sẽ thay con này, kiểm tra con tụ này có chập không, sau đó kiểm tra lại hết mạch dưới này xem có bị đứt mạch ấy chỗ nào không. Mình khẳng định là khả năng là con DC nguồn này cũng không lỗi đâu, mình sẽ đo đạc xem nguồn ra ok không, và hy vọng là cái sốc áp đấy nó đưa vào nó không chết cái linh kiện chức năng nằm trong cái con T10 này của liên quan đến đường ACDS ấy. Mình nhìn nhận thì mình đoán là ACDS, không biết có đúng không. Tí nữa mình sẽ dò cái chân của con này này, con điện trở 200K này, xem nó đi đâu, hay là được nhận nồi, hay là có khi nó được nhận nồi thật đấy, bởi cái vàng vàng nó ra nhận nồi mà. Và cái này hình như là nó có
Để mình nhìn nào. Nó có hai vòng từ hay sao nhỉ, hay một vòng nhỉ? À, nó một cái vòng từ IH nữa cho cốc bù ẩm các bạn ạ. Nó có hai IGBT này. Một IGBT là chạy IH cho làm nóng nồi để nấu kín thức ăn đấy. Và một IGBT nữa là chạy vùng IH của cốc bù ẩm mọi người nhá. Tóm lại cốc bù ẩm nó cũng có mâm từ như này này. Và cái cốc ấy là cốc Elox thì nó cũng sinh từ mọi người nhá. Thì như vậy con này khả năng là lấy mẫu cái điện áp của một cái đường nhận điện, nhận diện điện áp của đường đường nhận nồi hay sao các bạn ạ. Đây là mình nhìn thử xem nào, xem có đúng không. Nó chính là con điện trở này này, mình thấy nó đến đây này. Đấy, đúng luôn. Như vậy nó lấy mẫu một cái chân C hoặc đường nhận điện diện chân C đấy các bạn ạ. Hoặc là một cái đường 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 B cộng. Đường đường 300V này của đường ấy đấy. Thì nó đáng lẽ thì điện trở đấy, điện áp đấy là ví dụ chúng ta sẽ chỉnh lưu cả bán kỳ được là chỉ là 140V DC thôi. Nó sẽ hạn qua con 200k nó đưa được đường này này. Thì nó rất là thấp nhưng mà điện 100V nó phóng một phát vào đây nó lổ chỗ này rồi. Mọi người nó lổ cả cái đường như này luôn. Mọi người nhá. Đó bây giờ mình thử phục hồi xem có được cho bạn này không nhá. Vì mình chia sẻ cho người con đường đi và cái lỗi chúng ta đang nhìn thấy. Chúng ta sẽ nhìn nhận nhá. Khi lổ mạch như này thì chúng ta sẽ tưởng tượng được ra là đã có một dòng chảy điện rất lớn chạy trên cái đường này thì nó mới nổ được chứ không phải là đường nhỏ rộng các bạn nhá. Thì như vậy là linh kiện trên cái đường đấy chúng ta cần phải kiểm tra. Giả sử những cái đường điện này thì nó không nổ thì mình không cần kiểm tra, những cái đường điện nó nổ như này thì chúng ta sẽ nghĩ trong đầu ấy là có một dòng điện quá lớn chạy trên đường đấy dẫn tới nó bị chập và nó sẽ cháy như này. Thì linh kiện nó thì cụ thể diode này đang chết này như vậy nhá. Và những con linh kiện khác nữa thì mình cũng không rõ, bây giờ mình cần phải kiểm tra. Các bạn nhá. Chờ mình làm xem có kết quả không nhá. Chứ không phải là mình dí thì mình chia sẻ cho mọi người là phải dò đến con này, kiểm tra con này thế này thế kia. Những video mình chia sẻ mang tính kỹ thuật, đa số là cho các bạn mà làm nghề, các bạn tham khảo để các bạn sẽ vận dụng để có thể làm công việc hiệu quả hơn thôi. Chứ thực sự ấy, mình không để chỉ cho những cái bạn không chuyên mà có thể làm được nhá. Đặc biệt là những cái thiết bị khó như này. Đến mình còn chưa dám chắc là sửa được các bạn. Ôi trời ơi, mình nhìn kỹ để thêm một đường nữa cũng nổ các bạn ạ. Thì con diode này thì nó là con những con diode nó như thế này nhá. Chúng ta cứ táng 4N4148 là ok nhá, diode mũi nhá, chả sao cả nhá. Đây mình đang tháo một con từ cái bo sắt bít từ mình đánh nắp vào này. Nhưng mà sau đó mình nhìn lại còn một đường nữa. Video này mình sẽ vẫn up lên cho bạn ấy sẽ biết được là thiết bị của bạn ấy như thế nào. Cái bạn có số điện thoại như thế này này để cho bạn ấy biết nhá. Mình thấy tờ giấy ghi đuôi này 91786 nhá. Thì đây là mình lại nhìn thấy một cái đường lổ nữa này. Ngoài cái đường của con diode mình vừa chỉ nhá thì ở trong này nó có một cái đường nữa này. Nó cũng bị phổ quang phóng vào cái đường này. Đây là đấy, mình đẩy nó lên này. Nó lên nhá, nó sẽ chạy này. Nó sẽ chạy theo song song cái đường này này, nó tới đây này, đi qua cái dây di này. Nó đi tiếp tục này. Nó đi vòng này nhá, đây nó đang sáng, nó sáng này, nó đang bị nhá mọi người nhá. Mạch in đẹp thì là nó không bị sao, thì nó như một cái mạch in này nó bị rộp lên này. Đó, dòng chảy quá lớn nó đến đây, đến cái chân này. Chân số 2 này mọi người này. Chứ không phải đến chân này nhá, chân này do mình hút thiếc nó bị bám rồi chứ nó đến cái chân này. Và cái chân này thì mình có dò xuống đây thì nó sẽ xuống đây. Cái này chỉ có phương pháp đo thông mạch thôi chứ chúng ta không biết được đường đi như nào. Thì nó xuống chân số 2 là chân này. Mọi người nhá, và mình đo này. Nó đến một chân của con IC nguồn này. Đây là tổ hợp mạch IC nguồn nhá, há búc đấy. Tổ hợp mạch IC nguồn này, cận L này để hạ từ 140V DC trên con tụ này ra một cái nguồn chắc là 12 hoặc là 20V đấy. Thì nó sẽ, chúng ta sẽ thấy mình đo như thế mình sẽ biết rằng nó đến cái chân này nhá. Phải đo hai chiều nhá, đo một chiều. Đây chẳng hạn như mình đo này, chiều này nhá, không lên nhá. Chiều này lên đấy, một chiều lên nhưng chiều này không lên thì chúng ta sẽ hiểu là không phải nó dính nhau. Mà cái chiều này này. Chúng ta chỉ phán đoán là như thế thôi, nó dính vào nhau này. Và do ấy, có kinh nghiệm ấy, là những cái kiểu nhựa như này ấy, thì là những cái lốt gần nhau thì nó hay đi gần nhau, nó hay đi dính vào nhau mọi người ạ. Và đặc biệt là cái con này ấy, mình có đo ra đây là tụ lọc 140V DC trong nguồn cấp trước ấy, thì đây là dương 140V, đây là âm nhá. Thì mình cái đo thử này. Đó. Thì mình biết đấy là GND toàn mạch. Cái lốt lỗ này này là GND toàn mạch, nó cũng đi lên trên này. Thế như vậy là hai đường bị đứt đi vào trong này. Thì không biết nó có chết to trong này không. Mình sẽ đo lại một phát như này xem nó có chết không nhá. Từ cái đường này cũng không thông đâu, chỉ dò lên một chút thôi.
Chỉ có hy vọng là do có sự phóng điện nó sẽ ám vào đây và nó cháy như thế thôi mọi người nhé. Hy vọng là bên trong con này không lỗi, chứ con này lỗi thì mình cũng không làm gì được nhá, mua không có. Và nhiều bạn thợ thì tóm lại là mình cũng không chuyên, không có đồ lồ giã nhiều nên mình cũng không có đồ thay. Trên này chúng ta sẽ nhìn là có một IC dán này đó mọi người nhá, nó sẽ quản lý những con linh kiện này nữa, rất nhiều linh kiện và điện trở nữa để nó xử lý những cái mạch chức năng. Con này cả miếng dòng cũng về nó, nhận nồi các thứ cũng về nó, và driver cũng trong này hết mọi người ạ. Nó là một module tích hợp mà các bạn ạ. Thôi lại tiếp tục thử xem có làm được cho bạn hay không, nhưng mà xác suất làm được là rất thấp, chết nhiều lắm mọi người ạ. Đây là một con DZ, là ghi ZD4 này. Đo cả hai chiều đều thông rồi, thông hết rồi. Thì mình có nhìn mạch bên này nhá, mạch bên này nó hơi lá lá giống thôi. Thì nó cũng có một con D nhỏ ở đây, diốt nhỏ ở đây, và con ZD4 nó giống với con ở đây này. Người nhá, nó giống ở đây, mạch này nó nằm ở đây. Thì mình có lật ngược lại thì nó cũng ghi chữ DZ y như thế ở đây. Thì mình sẽ đo thử này. Một chiều lên, một chiều không lên. Như vậy là đây cái mạch này cũng chết mà. Đấy, bây giờ phải tháo ra để xem con DZ đi bao nhiêu vôn để thay. Và khi con DZ này chết ấy, thì hình như ấy, nó đi đến cực B con này, thì phải kiểm tra con này là con như thế nào. Nó ghi chữ A7 này, thì cái bo kia nó có A7 đấy, để mình kiểm tra. Tóm lại là kiểm tra, mình sẽ kiểm tra được hết những linh kiện bên ngoài, còn cái ông này thì mình không kiểm tra được. Ôi rồi nó lại mờ quá. Cái ông T10 này thì mình chịu. Con ZD4 này là con diode ổn áp 5V6, ở trên thân nó ghi chữ C5.6, thì mình sẽ hiểu là nó là 5V6 nên mình vừa thay con 5V6 khác rồi. 5V6 này. Rồi lật ngược lại thì con A nó ghi chữ A7 này thì nó ghi chữ D6, nó là con diode. Mọi người ạ, chứ không phải tra to, không lấy nét được chỗ đấy nữa. Thì nó có một con diode là nó hai con diode kép, nó chảy từ A sang K rồi lại chảy tiếp từ A sang K, mình có kênh lên mình đo thì nó không chết. Và con này nó lổ, nó cháy hết ở như này, thì mình thấy là trên những cái chân của cái con module này này là nó có vết lổ xám, tức là nó phóng điện sang nhau mọi người ạ. Con này nó nổ này, nó tạo hồ quang bay lên cái đoạn này nên dẫn tới nó mới lại bị lặng ở góc cái này thế đấy các bạn nhé. Bây giờ đã kiểm tra qua hết rồi, kiểm tra một tí nữa rồi sẽ đấu hết lại để thử xem có được không. Cầu chì 15A là không cháy được đâu nhá mọi người nhá, bởi phần công suất nó không cháy, không chập các bạn nhá. Vãi quá cái con diode này này, nhìn không phải cái đường đấy nhưng chắc nó vẫn phóng sang hay sao ạ, chết cả con diode đi nữa mọi người ạ. Đây là mình có diode này thì mình vừa thay rồi này, diode này thì không sao này, chiều lên chiều không lên này, con này cũng thế, không thế này cũng không sao này, nhưng con này này chập cả hai luôn các bạn ạ, xác suất là rất thấp rồi. Còn ZD này đi xem nào. Ôi rồi ZD này cũng thông luôn, chán không? Như vậy là nó bị phóng hồ quang, nó phóng rất là nặng luôn, chết thật đấy này. Ôi, vẫn cứ tiếp tục làm, thôi dừng cuộc chơi thôi các bạn ạ. Mình có đo thử rất nhiều linh kiện chết và đặc biệt là chập nguồn nữa. Chúng ta để ý này, đây là một con tụ hóa nhé, 16V 220mm này, đây là một con tụ hóa nữa là 6,3V 10 100mm, chắc là lọc 5V nhé. Thì mình sẽ đo thử cho chúng ta này. Đo từ dương sang âm này, chập này, cả hai chiều, cả hai chiều chập nhé, rồi kể cả con tụ ở đây cũng thế, cả hai chiều để chập rồi. Còn như cái con này nhá, thì con tụ ở đây nhá, chiều lên này, chiều không lên, chiều không lên là đo dương sang âm đấy, và đặc biệt là cái nguồn VC là của con tụ hóa ở đây này, 6,3V 100mm ấy. Đó, nó không chập, nó ghi chữ VP đấy, VB là nguồn VC đấy. Một chiều đo từ âm sang dương thì lên, ngược lại không lên. Như vậy là khẳng định là với cái cách kiểm tra này thì mình khẳng định là con module này đã chập bên trong nhá. Tóm lại là cái này ấy, mà cái anh sản xuất ấy, anh không để cái cầu chì ở đây này, cái cầu chì lỗ ở đây ấy, mà anh để giữa chỗ khác thì có ok đấy, nhưng mà do anh để cầu chì đây khi cắm điện đi áp vượt quá nên dẫn tới là nó chập. Không biết là nguồn IC nguồn cái thứ này nó còn chập chết được không ấy. Nó chập nó tạo một cái hồ quang, đám khói hồ quang nó bóng bay lên đây này, và nó đang phóng chập hết khu này, nó sẽ xanh đét lên khu này chẳng hạn.
Chính vì do đấy cái đám mây dẫn điện đấy dẫn tới là nó đã chập rất là nặng nên nó chết như này nhá, không làm gì được nữa rồi, rất tiếc. Chả nhẽ này mình chơi cái kiểu là độ cả cái bo này sang những cái bo này thì màn hình nó vận chuyển nó đã vỡ mất rồi, chả làm gì được nữa. Màn hình nó khác một chút, chắc là đời model khác các bạn ạ, không làm gì được. Hay là cứ thử cắm thử cá bo này vào xem nó có nhận không, nhưng mà rắc khác các bạn ạ. Những cái rắc tín hiệu này nó khác này, nên mình cũng không độ chế. Tóm lại là nếu mà mình phục hồi được thì được thôi, chứ mình không làm gì được mọi người nhá. Cái bo này nó cũng khác một chút nữa, nó chúng ta để ý này, nó cũng khác một chỗ nên mình cũng không dám động chạm linh tinh. Thôi bàn này thì đã có kết quả của cái lồi của bàn này nhá, nó hỏng quá là nặng nên mình không làm gì được. Bạn ấy còn cẩn thận là bị cắm nhầm này, bạn không dám đem cho thợ linh tinh, bạn ấy đem thẳng lên trên mình này mà cuối cùng là vẫn chết nặng này, mình không làm gì được, rất tiếc các bạn đấy. Thôi chào tất cả mọi người nhá. Cái bo này ok này, nhưng mà nó là model khác, cáp thiếu, cáp này nó có thêm hai đường nữa, tóm lại là không lắp cho nhau được.